Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp tờ hóa đơn thanh toán cho hai tô phở có giá 590.000 đồng tại Đà Nẵng với nhận định giá quá cao, có dấu hiệu chặt chém. Tiệm phở này có tên là The Noodle House trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà. Để xác minh thực hư câu chuyện này, ngày 21 tháng 3, Tuổi Trẻ Online đã liên hệ chủ tiệm tìm hiểu vụ việc. Theo ghi nhận, tiệm phở này bán nhiều loại phở nước, phở trộn và cơm gà, xôi gà với các mức giá khác nhau. Trong đó, loại phở có giá cao nhất là phở gà đệ nhất Tràng An, có giá 295.000 đồng một tô. Lý giải việc tô phở có giá 295.000 đồng, bà Ngô Thị Như Thảo, cửa hàng trưởng cho hay, Tô phở này được làm từ nhiều nguyên liệu đặc biệt như chân gà đông tảo rút xương, thịt đùi gà, cánh gà, ngọc kê và tràng trứng non, tim gan cùng nước hầm xương nên có giá cao hơn hẳn các loại phở thường. Những loại phở còn lại có giá từ 45.000, 65.000, 85.000, 95.000 và 155.000 đồng một tô tùy thành phần. Bà Thảo khẳng định, tất cả thực khách đến tiệm đều được xem giá cụ thể từng loại trên bảng giá và menu trước khi gọi món, không có việc tiệm mang ra một bát phở rồi tùy tiện tính giá gần 300.000 đồng cho thực khách.